Nhậu đi cả nhà ơi. Hôm nay có mấy ông chú, mấy ông bác, mấy anh em. Chào cái chú Út. Chào mọi người cái đây. Rồi. Rồi gà cũng chín rồi. Vô mặt nhăn với bầu rót ra cho bạn uống cái coi. Bạn này dưới ông Okuna quá trời chạy lên tới Đức Huệ luôn. Bỏ nấu bỏ răng nữa trời. Gặp rồi bừa. Cái dốc. Bữa không được đã. Đó vậy. Không giờ ăn uống làm cái này. Bà không đụng để đây đụng cái mà. Cái đúng rồi chú ơi. Ông mà đạp đi mày rồi tôi nói. Bây giờ răng không còn nữa ông trục chứ trạc gì nữa. Đi, đưa anh đi. Giờ tụi bây giờ ăn không được thấy nó muốn mà. Tư ăn cái gì mềm được trời. Đưa cái mè vô. Đưa cái mè vô. Không ăn được. Đặng Tư biết ông không ăn được. Mày còn nói câu nào nữa không? Con nói thật với cậu chứ. Nếu mà cậu hiểu, cậu thương thì cậu phải thử chứ. Nó dễ gì kiếm được cái mèn ăn. Mày cái đầu. Tôi nói vậy thôi. Tao có rồi, mè tao có rồi, giờ kiếm cái đầu được. Ổng giờ ổng khỏe lắm rồi đó. Quánh ỏi với nghe mấy ổng nói quánh ỏi với lại. Ông Tư à, ổng bình thường chưa mới chết đâu, ổng như 91 tuổi. Cảm hả? 92 chứ, 92 tuổi. Quánh ỏi với chú. Ổn không? Con phải chế bằng ly cà phê cái cần đó. Ông Tư tới rồi con vô. Ông Tư lý thế nào luôn hả? Sao rồi? Không có ổng à. Từ nãy giờ có thấy ông bánh đâu đại. Nó có thầy nè, bây giờ bà già ông Út phải không? Biết sao đó. Ở đâu? Chia tao chia chậm. Dạ. Chia chậm thì có người chia phụ nhưng mà không có bánh nào mà bánh lẻ lẻ. Bây giờ còn đi đánh tới sáng á thì tao bay đánh mà nó à. Cái giá mình đánh cái gì? Ở đây em ở đâu? Trong đó đại có rồi là có kẹp rồi. Bây giờ nó lên chốt rồi em. Chốt tám. Sao dưới đây? Không là tao biết rồi. Dưới Mỹ Hạnh á. Nó ba Mỹ Hạnh á. Tay ở đâu lần em trai? Quê ở đâu em trai? Ở Đức Hòa. Đức Hòa hả?
ở trên Đức Hòa còn ngồi nhậu mày chứ ở thành phố chắc tao về bển rồi. Không có Đức Hòa cũng vậy. Không có, mình chứ quệ cách. Nhưng mà có này chú bia vô rồi cái... Không có, bia này chú đủ bế rồi. Vậy chứ giờ ở nhà cứ ngày làm sĩ, ngày sáng làm sĩ, chiều làm sĩ vậy là rút không có gặp được. Mình ở đây cái dòng này thì rút là mấy bay á. Đi rút corona. Đó, nó nghe dữ à. Ở ngoài Singapore nếu mà đứng mà nếu mà hả? Cách 1 mét không lại là ở tù sao má. Ba qua mà chú nằm con nè. Cái tin nhà mới đầu trời đi nhớ làm cái mày. Dạ. Con uống ly nè, cùng với chú ít nè. Tù 6 tháng luôn nè, cái này nè. Rồi vô. Chứ gì? Mày nói cái gì? Rồi. Cái gì? Nó ở trên bến cầu. Không khí kiểu hát thôi bà có qua chung Nam không? Bây đó đúng ra hồi trước. Lâm hả? Lâm hả? Có qua mày không? À, Lâm vậy giờ mình ngồi mà cứ như vậy có làm gì được vậy? Vô xuống đây. Vô xuống nhà. Bệnh lao là nó cũng là truyền nhiễm qua vấn đề đường hô hấp, nhưng mà bây giờ cái này nó gấp 10 lần cái bệnh lao. Dù mình lao mình còn vậy nó không đến nổi mà. Nó lao á thì mình ngồi vậy là xong á. Mẹ ăn uống. Còn thứ này nó đi còn giờ không nói cái gì được. Giờ mày chứ mày biết là tao có bệnh không? Rồi mày biết là cái bệnh không? Mà nó thiệt có cái là cái thời gian của bệnh nó lâu quá. Thời gian của bệnh nó là cái người bình thường nhưng mà nó đã có virus rồi. Bệnh mà nó bình thường. Tại nó vô cái là chết. Nguyên bản luôn. Đứng bên ngoài thì mình không có. Rồi con thằng đấy nó bỏ đi đâu. Đứng mày. Bắt mày uống rồi mày đây này. Làm gì nữa? Cái chứ uống rượu với mấy thằng cháu còn chúng nằm con thì con không sợ gì đâu. Con sợ nó ra chạy. Con nhà ấy phải nó đãi chứ nó uống. Phải đủ uống được. Đủ mà vậy hỏi ra nó con giống cha nhà Phúc. Thì giống y cái này có uống đâu. Có Phúc không? Phúc gì rớt vàng nó Phúc gì. Cái khổ không mà phải nói cũng cái chuyện này cũng đâu nhiều cái con hiểu được kể là có cái con người ta không tin này không tin đó không có con cái chuyện này nè tao có thiệt với chú mày là cái chuyện thứ hai trong đời tao luôn hồi đó không có dẫn á đi xuống có Phước mượn 7 vàng về mua đất đâu mẹ nhậu cho bà vừa nãy mày đâu rồi về tới cậu nè đầu ra nó búng vô một cái đùng lọt vỡ trong túi nè bay xuống cầu nó heo từ lúc đó ông chán nhán không tỉnh lại bỏ tôi mất mẹ nó cái điện mấy nghe một đầu qua người ta thì nó bò rồi nó nghe là bỏ trong cái túi tôi nói chú nghe kèm kiểu mình đi mua vàng có túi chứ không có đời là trong đời là chỉ có anh là người thứ hai thôi tôi thiệt mà ông vẫn là tại cầu con heo á quánh một cái đùng lúc đó ông tỉnh lại cái túi nó dễ mò hơn dạ mà lúc đó nó chảy mà trôi cái túi là nó trôi đâu nước nó chảy nữa trôi nó chảy mà mặt mày ống như quỷ sứ không rồi mà chết rồi thì chết rồi đúng với nhỏ em vợ mượn 7 cái vàng về mua đất cái quần là chơi tới ke quấn cái đùng vô rồi xong 7 cái vàng bay lên nói chuyện là chuyện quanh là lần thứ hai không cần thiết kể tin không tin nó nhỏ mà chiếc vàng mà nhớ cũng là tối nha ví dụ hên lắm mình cũng kiếm được chiếc là quý rồi là quý rồi là mừng rồi rồi cái này kiếm được chiếc luôn mà cái ông kia bỏ vô cái túi kiểu vô tiệm vàng là y như vợ mua cái lỗ nhỏ gì nè đỏ đó biết đâu cái đẹp không làm cả buổi trời sao ông lên cũng biết rồi đó làm dưới nước cái tay mình không tê được 7-8 ngày mà ông kia đầu sớm làm thấy không có đổi là mình không có còn cảm giác là tao kể như mắt chưa hết không biết thử chảy mắt đâu mà không biết nó biết đâu mà đó vậy là bữa nay bỏ ra 2 chỉ trần ha bỏ đi trời ơi ông là thở chỉ là ông phải nói là ông quanh bỏ ra năm này bỏ ra bờ sông tiêu rồi quá trồng sâu rồi bỏ ra tao cũng quanh bữa này đó là lâu quá cho tao quanh bữa rồi
Từ này nó nhỏ luôn phải không? Với vợ con á, con nói trời ơi, sao mà cho tôi có 1 triệu mấy mà cho tôi xem quay cái con 1 triệu mấy. Chồm sớm giúp đỡ. Chồm sớm giúp đỡ. Muốn hoài cũng cho tôi xài hoài cái con 1 triệu mấy. Cái này nó đang to gì mà mình bỏ để cho nó khỏi. Cháu giờ chặt cho nó quá nhẹ. Chặt đi. Chém đi. Thôi tôi ăn rồi. Giờ giờ lấy gấp đi. Bây giờ thì cũng rảnh rảnh nè, cũng đi chơi bậy bạ chứ không mấy lúc vô vụ lúa xả lúa ở nó mà đi chơi. Cũng đang cố gắng uống một ly nữa. Gì nữa? Chưa hết rồng rồi. Mày hỏi Lâm ơi. Chơi gì cái bò rồi. Cái bò đúng không mày? Ông kể là không quá 5 phút là tao ra ngoài ruộng bơm rồi. Bơm gì nữa? Cái chỗ tôi cầm đó. Trời ơi không quá. Nay chưa xả mà gấp quá. Có gì ở nhà không? Dạ. Hôm nào nay có gì nhà. Chủ nhật từ tới rồi bố. Chạy đó từ từ nó cũng luôn. Hồi nãy chứ mang mình. Hồi nãy con để đây mà. Là nãy vô anh chạy 5 phút nữa là tôi ra ngoài cái bơm đâu. Giờ giờ cử người vô nhậu cả nhà ơi. Hôm nay mình bữa đó giấy cúng đồ heo và kiếm được vàng bị mất. Mất cây vàng cũng kiếm là được rớt. Rớt kiếm là được nhờ cúng đồ heo mà thấy cô chú chụp sớm rồi bận chơi với anh em nè. Vô nha. Tôi nói anh à, bây giờ về đi nó dễ lắm, bây giờ đừng sợ không có cánh nướng, bây giờ mình chạy hoài hoài cá gì cũng có rồi. Má đó là trời luôn, là cả cậu gì giờ bơm lên lửa không á, đây không nhậu. Con nói thiệt, mấy chục năm nay mình mới gặp tao. Tao nhậu mày nữa chứ tao bữa nay á, bữa nay bây giờ ngủ à. Vậy nán lại nửa tiếng rồi chú Út ơi. Lắm chuyện nghe anh hả? Anh có qua không ạ? Có qua chung năm luôn. Nó về kỹ rồi, nó sợ á. Nó nói chú năm mà không qua chú năm là không có được. Qua cứu thế ông đi. Cứu thế. Bữa nay nó có vàng mà tao không có thế. Cảm ơn mày Vinh. Dạ con mới uống à. Ly này của con nè. Cỡ ly hay ly bia. Ông Tâm này bởi. Vô má mà vô điện đó ơi. Mày á, vậy chứ mày nhìn vũ dễ gì mất. Nó lớn chứ nó đường dài nó mòn. Thôi ông nội ông vô đi. Ông cái ông cũng già vậy. Chú là người biết sao? Khoan đi chú ơi. Chú bạn ơi, khoan nói đi. Con nói thiệt. Chú bạn ơi. Cộng dây nào mà nói chú á, con nói thiệt. Khoan nói đi để ông nội cũng uống đi, ông già chuyện quá đi. Từ dài à. Ra 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 ra. Ha. Đổ bốn ống lèo. Thôi vô đi. Cái con ở qua là nó quấn cái giò đi lắm. Không quấn cái giò. Đã nghe đừng có nói nữa, để ông uống đi. Mà chết luôn nữa. Vô đi, vô đi. Vô, vô. À, lại ghép ông nhà để uống vừa vừa thôi, để ngọt. Uống chết vậy, ông kêu con cháu uống gì. Ông mất mừng thọ, ông mất mừng thọ. Vậy chứ hồi nãy vô nó tao vậy gì vậy? Cái giờ mới nó uống tập chết. Tao còn không có chết, bà tao uống gì nữa. Cũng như giờ mẹ ép là chơi ghế thôi, đứt cỡ. Nó không ép mày nha. Nó không ép mày nha. Mà cái đó không ép mà cũng chơi nữa. Cái vụ đó không ép. Không ép mà cũng chơi, nó rắn nó chơi, nó còn niệm được. Thôi. Nói ra là đó là con cháu ép mà chơi tố hình sự nữa mà. Lắm rồi. Tao này cái nữa, tao cũng về. Trời ơi, có gì, có gì cũng có gì. Quá nổi rồi, tao quá chậm chậm, tao đổ nắm đường mà chơi, tao không được. Trời ơi, con kia giùm cho. Mồi màng quá trời nè, vô cái mạnh mạnh cái đi bác Tư, chú Út rồi nè. Trúng. Vô mồi đi chứ. Ông Tư mà đi đưa ông xuống. Hả? Ăn nhiều nêu no đi, lết nhậu. Đưa ông xuống Hồng Châu 2 đầu. Đâu còn. Alo, lúc đó hả? Quẩn không anh? Quẩn xuống. Thôi, để cho bác Tư sắp rồi ra. Hồng Châu 2 á. Cho sớm rồi. Thôi, đâu mà ổng giờ đây lão làm. Giáp 103 mà 101 rồi.
không được, nhiều quá. Khó lắm, khó lắm chú mày ơi. Ở đây là mình nói rõ á, ba chưa biết mà vậy là kiếm mốt. Giờ uống chui đi đâu? Càng biết. Đói tới đó rồi, mà bây giờ tâm thứ hai là mới nghĩ sao? Kiếm mốt lúa ăn đó. Nước ngoài thì có 114 có. Long à. Có. Ta. Cái ghế qua coi. Lấy dùm cái ghế nào coi. Thôi. Cái mày có ông cái bà. Dạ. Bia cho phốc. Thầy. Hiểu bà. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thấy ghế hả? Ghê. Chở thành thùng nữa. Còn xanh á, xuống dưới nhà có nhảy nó xanh nè. Mấy em ở đâu? Này thầy Giáo Hòa đánh nọt nè, ở dưới nhà văn hóa. Đây nay bên này bên quản lý phó ấp. Anh nhớ em mà em không nhớ anh. Hả? À, à, bên ấy nè. Vô cái này, vô cái vô hết đi đi. Đó, nó đều là mướn, nó đều là ô kim gì đó. Ở đỡ nó mẹ, ở đỡ nó vui vậy mà. Đó mày. Đã tao nói bữa nay tổ chức mà ăn cơm sớm mà. Mới nói mày. Ủa chứ bữa em chưa nói hả? Ừ. Bữa ra đây mà tâm sự mà chưa nói nữa. Bữa ông nói là chủ nhật cúng chứ ông đâu có mời tao. Không có mời hả? Phải mời tao, bữa nay tao đâu ăn cơm. Cũng mẹ dịch cúng né được bữa nào mình nữa đó. Ủa cây thuốc này có để vô kìa. 9 người ta làm. 5 người đã đuổi ra bàn khác rồi. Đi chở thằng bia tao coi. Được không? Mày có tiền đó đi chở đi về tôi đưa cho. Không. Tết đi cái đi. Cái Tết vừa rồi là hầu như có 2 3. Ở dưới đó đá ngay cái thằng cái chính đó. Đó là cái con cái già nó cũng đúng là ly này của tao nè, ly này của bác Tư. Không có nước mà nhưng mà xuống tinh nó mò, mò cái liềm, cái liềm, mò cái liềm rồi nó vôi rồi. Ông ra ông dọn cái chỗ đó kìa, nằm kìa cho mát kìa. Giờ ổng cái xét ổng làm thì cầm được cái bảng rồi, nó mất cỏ. Ở đây trốn dịch luôn ha, tầng người về luôn chứ về dưới làm cái gì. Còn con đá đi, lấy cái lên lấy bia nước ngoài là khen nước Việt Nam này á, là chăn mà dịch là cái nó cái dạng mà nóng lực là nó có cái nó đậu bạn rồi. Bây giờ cố đưa về ngay cái trung tâm của những cái tỷ á.
Thôi video mình ở đây kết thúc nha các bạn. Chào cái cả nhà. Xin chào. Chào cái nước chào cái này. Rồi. Nhẹ hơn bên ngoài châu Âu. Cả nha, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Bây giờ mình chỉ bình thường.